cái mùa này đáng lẽ mùa nắng này á, là nó hạn chế cái bộ rễ nè, mà rễ nó đâm ra được gì đó là chứng tỏ là cái công ta khi mà mình cộng chung diệt mầm á, nó kích cái bộ rễ mạnh. Nói chung bây giờ là chú đánh giá là diệt mầm cộng combi là nó đạt cái chú muốn chưa? Thì cái này là chú thấy là nó đạt rồi đó, chú đạt nghĩ chú muốn rồi đó. Thì Quốc Chí cũng xin kính chào quý khán giả như bà con. Thì vừa qua thì Quốc Chí cũng có cùng với chú Phương lại đến để thăm lại cái miếng ruộng của chú Phương ở khu vực Thới Lai nha bà con. Thì ở cái vụ hè thu này là chú Phương canh tác cái giống đó là giống 5451. Thì đầu vụ thì Quốc Chí với chú Phương cũng có kết hợp sử dụng cái giải pháp đó là ứng dụng thêm cái sản phẩm Combi Lách A ở cái cử diệt mầm để giúp cho lúa của bà con mình cũng như của chú Phương nè. Thì đầu vụ thì mình sẽ cho nước vô để ém cỏ đó, thì giúp nó vượt nước, đồng thời là giúp kích thích cái lúa của bà con mình nó phát triển cái bộ rễ nó tốt hơn nè, đồng thời là cái thân nó xanh nó mập, gửi đến bà con mình những cái thức hình thực tế đó bằng những cái kết quả sau khi phun thì lúa nó sẽ như thế nào hay bà con. Diệt mầm là bữa mình phun mình cộng với cái gì chú không? Đó là chú phun chúng cái combi bị lết A đó hả chú? Hai đêm. Hai đêm. Hai đêm chú Phùng. Thì hôm nay lúa mình được nhiêu ngày rồi chú Hương? Bữa nay đó là 12 ngày. Vụ hè thu này là xả xong là 2 ngày sau cái mình phun diệt mầm cộng với cái combi lết A. Combi lết A. Xong rồi 2 ngày sau phải cho nước cho ém cỏ hả chú? Rồi tới 4 ngày là chú cho nước cho ém cỏ. Năm nay nắng quá nắng, cái nhiệt độ nó cao rồi cái nó bị bọt. Hoặc khi chú xả ra không dám cầm. Bữa nay mình ghé thẳng mình xuống mình nhỏ mình thăm thử coi giữ cái miếng mà có phun cộng với cái việc mầm bằng cái combi lết A đó, coi cái độ rễ với cái độ mầm nó sao hay chút không. Rồi chú Phương thấy phun diệt mầm cộng với cái combi lết A đó, chú thấy cái bộ rễ ở cái vụ hè thu này nè, cái bộ rễ cái thân lúa nó làm sao? Như bữa nay nè, tới bữa nay là 12 ngày rồi nè, nó là cái bộ rễ này nó đâm ra nè, cái rễ là nó nhiều luôn nè, tính ra là một cây gì đó, nó đâm là tới dưới 10 rễ trở lên nè, mà rễ trắng tươi ha. Cái mùa này đáng lẽ mùa nắng này á, là nó hạn chế cái bộ rễ nè, mà rễ nó đâm ra được gì đó là chứng tỏ là cái combi ta khi mà mình cộng chung diệt mầm nó kích cái bộ rễ mạnh. Nhưng mà nếu ban đầu này nó kích cái bộ rễ mạnh gì đó, thì nó sẽ kháng lại cái thời tiết được. Rễ gì là chú thấy nó đạt, rễ gì là chú thấy nó đạt rồi đó. Rễ rồi chú thấy đằng sau của mình với của cái bên thì chú thấy là nó phân bại bị cỏ gàn luôn đó, như của chú nè. Ở chú là rễ nó ra dài rồi nè, đó, lông hút nè, đó, còn bên đây nè, bên đây khi mà không có phun combi lứa đa cho chung với diệt mầm, cái rễ nó vẫn có nè, nhưng mà nó không có lông hút, đó, cái số rễ là nó so với bên đây là, này là 10/7 rồi, đó. Cái thân của nó không bằng. À, bên đây cô chú là nó mập nè, lúa nó phát triển cái thân nó mập, nó bộ rễ là nó ra lông hút là nhiều nè, đây là cái lúa nó ốm hơn, nó phát triển không bằng, thì thấy là nó gõ gạch luôn đó, này là so với cái bộ rễ và cái thân là 17 hết. Thí dụ như hồi trước á, chú xài những cái sản phẩm khác á là nó vượt cái thân không à, nhóng. Nó nhóng với cái bộ rễ nó kéo dài chứ nó không có lông hút. Nhưng mà khi đó đó là nó, chú thấy là nó chậm nở. Cái thằng nó ốm nó cao rồi chú. Nó ốm nó cao rồi, cái nở bụi sau này á là nó chậm lắm. Chứ thường con thấy cái đầu vụ là bà con mình hay có cái kinh nghiệm là mình cho nước vô để mình ém cỏ. Đặc biệt đúng là rồi. Cái vụ hè thu này là thời tiết nó nắng, đất nó khô là cỏ nó cũng rất là dễ phát triển đó chú. Nên là mình cho nước vô mình ém cỏ thì nó lại có số cái trường hợp như là cái dũng thì nó hay bị chết, cho nên là mình cộng cái sản phẩm nào đó để hỗ trợ cho cây lúa ở cái cử diệt mầm
giúp cho nó dược nước đó chú Phương. À. Thì chú thấy là cộng với sản phẩm cơm Milet A này nè, thực tế nãy giờ là thấy nó ra rễ rồi nè, thì cái thân nó mập, rồi chú thấy nó dược nước ở những cái chủng nó có tốt không, nó có đỡ bị chết chủng không theo chú thấy? Nó hạn chế nhiều lắm đó, nó dược nước nhưng mà cái cây nó không có bị liêu hiu. Ví dụ như mình lỡ mà cái chỗ nào mà nó ngập sâu là mình thấy nó không ổn, mình rút ra thì nó cái cây lúa mình nó không có bị mà cò, không bị cò cây lúa xuống, bởi vì cái thân nó mập à, cây lá của nó giọt nước, nó giọt nước nhưng mà nó cân đối với cái thân, nó không bị ốm. Cái lá lúa rồi này kia là giờ cũng đẹp lắm. Nói chung bây giờ là chú đánh giá là diệt mầm cộng combi là nó có đạt cái chú muốn chưa? Thì cái này là chú thấy là nó đạt rồi đó, chú đạt nhỉ chú muốn rồi đó. Thì thông qua những cái thước hình, những cái hình ảnh thực tế trên cái miếng ruộng của chú Phương mà Quốc Chí với chú Phương muốn gửi đến bà con mình á, về kết quả sau khi ứng dụng thêm cái sản phẩm combi LED A ở cái cử diệt mầm, những cái hình ảnh rễ nó phát triển như thế nào so với cái bên, thì thân nó như thế nào thì bà con mình cũng đã được xem. Thì mong qua những cái thức hình thực tế này, bà con mình sẽ có thêm một cái giải pháp mới để có thể là giúp chăm sóc lúa của bà con mình trong cái vụ hè thu này nè một cách tốt hơn, trước cái điều kiện thời tiết nắng nóng hay bà con làm lúa chậm phát triển ngay từ đầu. Thì cuối lời cũng xin cảm ơn quý bà con cũng đã theo dõi, cũng đã xem cái đoạn clip ngày hôm nay ha.